Zoom đến trứng không? Xin xin giới thiệu với mọi người là tổ gà ấp ngoài trời dưới chậu hoa lan hàng nghìn năm tuổi. Hoa cây chả có hoa thì cũng mỗi cành với lá. Gà này là gà ta chính hiệu. Đàn gà này nó ra Tết thì nó bắt đầu đẻ. Đây. Hoa lan này. Hoa lan tuyệt đẹp luôn. Tổ gà được nằm dưới được làm ở dưới chân núi Ba Vì. Nhưng hôm nay thời tiết không được trong lắm cho nên là bà con không nhìn thấy núi Ba Vì. Đây là giống gà quê. Trọng lượng của con gà khoảng 1,5-2 cân. Ăn rất là ngon. Quả trứng gà này, con gà máy mẹ này hầu như là được thả tự do, phần lớn là ăn cỏ và ăn các cái lá cây thuốc nam ở ngoài vườn. Nên trứng gà ăn rất là ngon. Hiện tại là gà mái mẹ đang ấp. Đó, bà con có nhìn thấy gà mái mẹ đang ấp không? Trứng của nó đang nằm ở dưới bụng, được nó nằm lên và nó lấy lớp cánh lông phủ kín trứng để tạo hơi ấm cho những quả trứng. Sau khi ấp đủ tháng đủ ngày, đàn gà sẽ nở ra một đàn gà con rất là xinh xắn. Đấy. Nhìn thấy gà mái mẹ nhỉ? Lồng đẹp. Lồng đẹp tuyệt vời luôn. Lồng mượt. Đó, sau khi có động của người quay phim thì gà mẹ bắt đầu nhảy ra. Một tổ trứng, thật tuyệt vời. Ha ha ha!
Những quả trứng này vì không sau khi gà đẻ hàng ngày nó không nhặt vào cho nên là quả trứng nó không được sạch sẽ. Bởi vì có hôm trời mưa xong gà mẹ nhảy lên đẻ tiếp. Hiện nay là đang có 2, 4, 6, 7, 8, 9 quả trứng. 9 quả trứng này sinh sắn, trứng gà ta này sẽ nở được 9 con gà con. Đẹp. Tôi xin dừng video tại đây để cho gà mẹ tiếp tục lên ấp. Xin cảm ơn.